coi chơi không? Nó có quậy không cái Tám? Nó quậy không? Nó quậy đâu đâu có quậy à, bình thường. À, em tên gì? Em tên gì? Hân hả? Đỡ bị dân á. Đỡ bị lân hả? Nó bị bệnh hay nào? Nó bị muốn mấy năm bị bệnh gì? Tự nhiên bị bệnh hay gì? Kinh á. Kinh hả? Hồi đó có không? Hay sao này nó bị? Có, sao này nó bị uống mười mấy năm rồi. Hay anh chị làm nghề gì? Cái gốc mình ở quê đâu? Gốc ở xã Luông rồi đó. Ở trỏng xong ở trỏng. Ở trỏng đã thì mất nợ rồi, ra khiếp nhà rồi. Trời ơi, mà anh làm gì mất nợ? Tại thì cũng mượn tiền rồi, đó, người ông bệnh rồi. Tiền tả mượn nợ. Mượn nhiêu? À biết ông mượn nhiêu mà biết. Tôi rồi mà sao giờ sao lâu lâu cái nghe vụ sao ngoài chỉ đâu rồi ra đây coi ra đây rồi sao lỡ vụ nghe nợ nần không anh à? Phải chạy nhà trọ phải biết bao nhiêu cái hoàn cảnh cái nợ nần ở nhà trọ chị mượn nhiêu tiền không biết chữ biết chéo gì không hả trăm triệu đừng có đóng lời á không đóng lời á mượn không đóng lời thì giờ thành nhiêu thành ba bốn trăm triệu rồi phải xếp nhà mấy năm mà ba bốn trăm như vậy trồng lời vốn cũng không cái chuyện đó rồi mà làm gì mượn tiền chứ làm gì có con bệnh rồi à có nuôi thú không có nuôi dê không có ổng rồi cắt cỏ có nuôi tặng bằng con dê có nuôi dê rồi giờ đất đai chổng sạch hết luôn hả rồi bị ta xiết luôn hả xiết rồi có là giấy tờ làm giấy tờ gì không hả không có như là mày thiếu ba người ta vô xuống ta xiết chứ không có giấy tờ xiết rồi giờ không có trả tiền ấy hả có bên hội cựu chiến binh mà cũng không cứu nổi nên ơi anh là thương binh hả không bên có ổng hội người cao tuổi á mà nó cũng không cứu nổi luôn sao ai không cứu nổi vậy? Không cứu nổi bị gì nó làm giấy tờ gặp ông này bà này không biết chữ rồi, rồi kêu... sao rồi giờ nó kêu sao làm vậy phải không gạch téo gì đó gì thôi, vậy đó rồi vậy là xong trong... dĩ nhiên là lúc đó nó làm thì nó kêu nhà đất này kia hỏi làm coi như là nó bán rồi chứ đâu có xiết gì coi như là đỡ không phải là nó xiết mà nó kêu vô ký tên rồi bán đất cho nó rồi không tụi em không ngồi hết rồi đó không có ngồi không có ngồi công đất công mấy công mấy công lương hòa lạc hả mà trong thấp mà có ngay trong đó vô biết rồi nhưng mà giờ tính giá trị đó thì cũng 300 triệu cỡ đó chị được mấy người con chị rồi gia làm nghề gì chị làm nghề gì không nhà trọ đấy rồi mai mốt mình già yếu rồi cứ ở đây hoài hả rồi là không có tiền trả nhà trọ rồi cái con rồi sao đời con mình sao bởi vì người ta đây nó nói vụ lỡ chồng mày chết rồi vợ mẹ con mình sao sống nó tôi không biết sao ảnh đi làm gì mà muốn bậy bạ bây giờ hộ khẩu giờ đâu hộ khẩu thì rồi nằm ở đứa khả vui rồi ạ cái gì bằng cỏ 150.000 ngày đâu hậu khẩu là trong lương và lạc uống tiền xả đâu thảnh rồi biết rồi cái đắp lên xả lạnh phải không dạ, trời ơi bây giờ cái vụ mà nợ nần rồi xiết đất đó gì đó tôi nói thiệt bây giờ á rất là nhiều cái trường hợp mà thiếu nợ tôi nói thiệt không có lo gì hết đa số là từ cờ bạc mà ra mình nói thẳng cái trường hợp luôn tụi tôi đụng rất là nhiều chuyện rồi bao nhiêu chuyện người con người do cờ bạc mà ra mới nó mới tiền chứ anh ăn xài không nhiêu tôi cho nó thiệt anh là con người mình ăn xài không nhiêu tiền hết nợ chồng nợ nè mượn rồi mượn bạc này sao đen nó cũng đó 20-30 nè mượn không nó coi anh có đất nó mới cho mượn nha có đất không mượn nè cái giấy có gì ông phải đợi muốn đất tôi nó tính hết rồi thằng này thì nửa tháng là phải công an nhờ công an xuống phải dập trói rồi mới đưa họ mới đưa về dập trói chứ đâu có ủa sao rồi xong cho nó ở chảnh luôn đây hấp bớt rồi bớt hết rồi phải không bây giờ có lãnh thuốc phải không có lãnh thuốc về nhà uống phải không có lãnh cho xã tháng giờ được 400 mấy hiền với Minh mà vô làm còn không sể phải thi một lần đâu phải công an nó chứ 3-4 người dân mày rồi xe chở chảnh hả xe chở lên chảnh chứ còn lâu mấy đâu bây giờ em nó mạnh dữ em tỉnh chưa tỉnh rồi thì ở nhà uống thuốc ha cứ vài bữa anh năm nay mấy tuổi 65 tuổi hồi xưa mình nghề nghiệp hồi xưa là làm nghề gì cũng nhưng mà mới này là chị tôi lớn như tôi có ấy tôi nuôi dê còn là nuôi dê đâu má chị đâu với luôn rồi lạc rồi bên nội ở đâu nội tuốt ở bến tre
Đợi bên kia. Rồi sao trời vô ngoại ở đây. Rồi sao không không được thì mình ta về nội người ta ở. Nội đất đâu chi ở đâu. Anh em có đứa con biết cách cách cờ ở người chi ngoại đâu. Ngoại chết rồi nội cũng chết. Rồi chị em mà không ai cứu giúp cho đương tựa gì sao? Trời ơi, bà già còn bỏ luôn không có giúp đâu mà. Anh đi làm ngày được nhiêu tiền? À, lúc này bằng cái trong giữa làm cái gì? Bằng cỏ, bằng gò nhá. Cỏ với ông bà cào gốc bưởi rồi cào đất cho gốc bưởi. Ai ai không ai nói muốn làm ngày gì đây này, ngày trăm mà hỏi mà làm mà muốn ông làm cái gì cả. Ừ. Không nhà có gì đó, chị nói muốn ông làm gì? Mướn đâu ông đi làm á. Muốn đâu gì học gì học cạch học cạch rồi ông đi làm giờ quên rồi tự nhiên ai mà muốn làm cỏ gì quên mẹ nó kìa mà nó mướn làm gì mướn làm giữ nhà nhà thường xuyên làm nghề chừng tầm mấy biết làm thợ hồ không nói cái giò giờ sao làm không thợ hồ rồi mình giờ sao sắt hồ nổi thêm trong đó đúng đứa đó mà người cũng già tuổi rồi sao chuyển đi bán vé số chị bay số ba mấy ngàn sáu rồi được hồi đó thảo đó rồi tóc tiểu bại mua số ba ba ngon rồi giờ bán ở đâu không bán đâu bây giờ thì bán vòng vòng đi chị hả bây giờ bán anh bán kỳ vật hả hay là chị trường vậy chị đi làm gì phụ ảnh sáng đi làm phụ chị ảnh mà bị tim bị bệnh tùm lum hết trơn bệnh gì mình có giấy khám bệnh gì không thấy bệnh gì không mà chị khi khám bệnh là sao chị biết chị bệnh nó bị à bị huyết áp thì rồi đâu huyết áp bây giờ vốn có vốn rồi giờ cho đi bán số được không hả hay là sao giờ còn vốn đi bán số không không mà đó chúng bán giờ hết rồi giờ tôi nghĩ mà mướn rồi ai giờ mà bán vé số thì anh sẽ bán mỗi ngày con anh mần mướn ngày có ngày không thì bởi vậy thì bây giờ ngày nào mình mần mướn thì mình làm còn không có thì mình lấy số mình bán hả mẹ tôi ổng lên quán tôi kêu lấy bảy chừng trăm tờ ủng hộ mà tiền đâu đấy được không bây giờ ví dụ anh này nói bữa nào mà có người mần mướn thì anh đừng lấy vé số còn bữa nào mà tại vì mới ra bán không bị có hết hồn rồi thì biết rồi bây giờ là cái vụ giật cái số là mấy cái thằng mà mua mà ngồi trên xe Honda là cái phát không đưa nó làm bộ nên nữa bây giờ mừng bây giờ chú ơi tôi nghèo lắm thôi bây giờ chú bước xuống xe bán trong quán có người này người kia còn nó ngồi trên xe là không bao giờ được thì bấy mấy anh đó mấy chích chót xì ke ma tí không á làm sao mà ấy được mà đâu phải mình ổng không nó vô quán tôi không biết bao nhiêu người mà để khóc nhiều lắm vậy ơi dữ lắm bây giờ anh tên gì nó lại coi nhớ nhân công mùng sáu mình đi khai trương từ thiện ha. Ừ. Mùng sáu phát cơm luôn á. Ừ. Ai phát cơm đâu chị phát đâu? Phát thì phát thấy đó phát. Ở bên mày á. Trại xã hội á. Cà ri. À. Của thầy. Có bà vợ trắng phải ha. Hồi xưa sao cô ở được vậy? Thôi thôi. Phải tầm phải đi. Bà ở nhà không nhiều người nước da trắng. Ừ. Trắng trắng luôn. À ông, bà đẹp trai rồi ông xấu trai rồi sao cô bả rồi. Ông không đẹp trai đâu. Chứ hồi xưa cô bả được vậy? À đó ông Vũ. Hồi đó ông Vũ cho cục kẹo phải không? À. Ngồi xuống đi chị Linh. Ngồi xuống đi. Anh gì? Hả? Anh tên gì? Cô tên gì? Thôi ngồi đi, lấy anh chị cái ghế ra. Cho anh ghế ra. Ốc ba sao đòi thẳng ốc ba là sinh nhật hai hôm nay là mùng sáu tết thì được sự giới thiệu của anh gì anh Dân quán cà phê gần chùa Long Nguyên giới thiệu một hoàn cảnh đấy mình đến nhất chào anh chào anh cho hỏi là anh tên gì ở nhân công ở nhân công năm nay anh bao nhiêu tuổi 65 tuổi hả anh làm nghề gì mần mướn
Mần mướn hả? À. Gốc mình ở đâu? Gốc thì... Quê quán mình đâu? Quê đó... Cái gì Lương Hòa Lạc vậy hả? Lương Hòa Lạc. Không, Lương Hòa Lạc là quê ngoại, sao nói ở đâu? Gốc đó là Bến Tre. Gốc đó ở Bến Tre. Bến Tre hả? À. Sao không có bển qua đây chi hả? Trời ơi, em quê ngoại mần mướn. Qua ngoại qua mần mướn, ở bển không ai mướn hả? Ít luôn hả? À. Rồi... giờ mấy gà đi mần mướn gì không? Hôm nay Tết rồi chưa có mặn. Chưa có mặn hả? À? À. Rồi giờ chưa mặn rồi lấy gì ăn? Thì hôm là anh em ở đây muốn có cho đường thiện dạo phép ăn á. Rồi để à. Biết mai mốt với chị Linh này cho ha. À. Hôm nay đưa Duy Dung với chị Linh, chị Lê, vô giùm chung. Và anh Dân. Anh Dân, chủ quán cà phê gần chùa Lưu Quyên, giới thiệu hoàn cảnh của anh Công đây. À. Thì anh Công này mần mướn, mà cái chân có gì không? Chân sơn ra đây chân... À, trời ơi, cái chân teo hết rồi hả? Hôm nay anh luyện... Phải ngủ âm chân kinh rồi. Ngủ âm chân teo, này là ha. Rồi, không làm gì mấy ngày có gạo nấu không? Có, không là anh lạ, nó ấp nó cho gạo rồi nấu ăn rồi đủ. Cho, ấp cho. Có, ấp nó chạy lên cái đỡ quá ha. Rồi chị vợ ảnh hả? Chị đi làm gì không? Không làm gì hả? Không sao không làm phụ ổng? Bệnh hoạn thôi đi làm được hả? Rồi đây là em tên gì? Võ Minh Lưng. Võ Minh Lưng hả? Em bệnh lâu chưa? Này nó... Rồi Linh biết rồi. Này nó bệnh lâu chưa? Lâu rồi. Xin nói cùng bà con, ở đây là cái nhà trọ ở ấp 3 xã Lương Thạnh. Anh Công và chị gì? Anh Công với chị Gấm là hai vợ chồng này bán vé số chứ mà làm mướn. Nhưng mà chẳng may lại có đứa con lại bị tâm thần nữa. Rồi em tên đại tâm thần cũng đi về hả? Em có lên chảnh gì bệnh chưa? Có. Đó rồi, chị mau lâu rồi mới về. Chị lâu chưa? Nó lên chảnh bao lâu? Mấy năm nay là nó mấy năm sáng lâu lâu. Hai tuần, ba tuần là chú rồi. Lên cơ là phải lên lên cơ là phải nhờ con nghe đó đi. Thì hoàn cảnh vợ chồng mà chồng thì bán vé số đi làm mướn. Thì ngày được nhiêu anh? Trăm rưỡi hả? Ngày có trăm rưỡi mà lại nuôi vợ rồi đứa con tâm thần rồi lại ở nhà trọ nhà thuê này. Như vậy chủ nhà trọ thấy mình nghèo thì người ta có bớt không? Bớt không? Thì thôi chủ nhà trọ ta bớt như vậy thì cũng được rồi. Bây giờ như Tết này là không làm gì hết trơn hả? Dạ chưa làm. Rồi anh như bữa hổm mình coi có cái để coi sau này có công việc gì mà ai có làm gì đó thì sẽ giới thiệu để anh làm. Thì như cái anh Dân này phải không? Anh Dân này giới thiệu thì thôi hiện thời thì tôi giúp cho anh chút ít vốn để anh đi bán vé số ha. Để lấy vé số bán ha. Đầu tiên bán vé số rồi có tiền mua gạo mua đồ nhà ăn ha. Chủ nhà trọ ở đây chắc cũng trong trước cho ảnh à. Nghèo quá trong trước đó. Nói chung chủ nhà trọ ngày mà làm trăm rưỡi bữa có bữa không rồi ba người sống làm sao thì chắc uống nước nhiều hơn cơm quá ha. Không, nhờ từ thiện nhiều nhờ từ nói chung là thưa bà con thì coi như là ở cái xã hội của mình Việt Nam mình giờ nhất là Mỹ Tho thì có nhiều nhóm từ thiện thì hoàn cảnh nào nghèo thì bà con mình không có tiền để giúp nhiều nhưng mà cũng cho được cái túi gạo ha với có thức ăn gì dài bà con khô ngày kia ha. Tụi tôi thì cũng đi nhiều nơi lắm rồi, đụng nhiều hoàn cảnh lắm rồi. Hoàn cảnh như anh thì cũng khổ nhưng mà còn những cái là nó thảm hơn nữa, đừng nói là khổ là thảm nữa đó. Thôi bây giờ như vậy thì qua giới thiệu của cô Diệu Thu, cô giáo viên dạy ở đây nè. Cô Du Thu là chị của nhỏ em gái tôi đó, chị dâu của nhỏ em gái tôi đó, cũng như bạn học cũ giới thiệu hoàn cảnh của anh Công đây. Được anh Dân chủ quán cà phê giới thiệu đây là anh Công thì đi làm thuê bán vé số, có lúc bị kịp vé số hả? Kịp nhiêu? Kịp mấy tờ? Mười mấy tờ. Mấy tờ trời. Nó anh bây giờ bán vé số, anh ngồi chỗ quán cà phê này rồi nó bán. Nó ngồi trên hông tra nó mua là mình không có đừng có đưa. Ngồi trên hông tra mà đưa không mấy thằng kia hông tra được á. Nó đưa cọc cái số mà anh đưa nó giật nó chạy nó hụt luôn rồi ha. Thôi bây giờ
không có gì hơn thì muốn giúp cho anh chút ít vốn để nhiều khi mua thuốc rồi cho chị ha, chứ giúp cho cháu luôn nha. Nhiều khi chạy lên thì hướng nha. Ê, chào bà con Mỹ Tho. Ê, đại diện năm mới thì ngay mùng sáu vẫn còn mùng hai còn tết ha. Năm mới thì hồi sáng đi khai trương từ thiện thì phát bánh mì, cánh mì cà ri ở dưới trung tâm xã hội do sư cô Tịnh Nghiêm, chùa Tịnh Nghiêm tài trợ. Thì tiếp là đi lên trên Trung An giải quyết vấn đề của chú anh kia thì được anh Giang nghe giới thiệu hoàn cảnh của anh Công. Thôi thì đại diện nhóm Mỹ Tho xin trích quỹ 2 triệu để giúp cho anh Công. Thứ nhất là làm vốn để mua bán cái số ha, để sinh sống hàng ngày ha. Thứ hai để mình có tiền mua thuốc cho chị với cho con ha, con chạy trong nhà ha. Rồi em gửi anh 2 triệu ha, để mình tiền góp nhà ha. Rồi đây gửi anh 2 triệu ha. Cảm ơn. Rồi đây là đại diện nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay. Cái quỹ này là từ sự đóng góp của tất cả bà con của mình ở trong nước và ngoài nước ha. Thí dụ người 50, 100, 200 thì ai có nhiều thì người 500 triệu tùy cái lòng hảo tâm của bà con đóng góp vô. Tiền đó là để giúp là bà, giúp từ thiện những bệnh tật rồi nghèo khổ này kia đó. Tiền đó là chỉ dùng vào việc từ thiện thôi, ngoài ra không dùng vào những đề khác. Đó, xin nói rõ cho tất cả bà con là được biết như vậy ha. Rồi thì năm mới thôi cũng chúc anh chị luôn luôn vợ khỏe ha. Rồi mai lấy số rồi ba bán anh chị bán ha. Chịu nhé. Ngày nào mình kiếm 50, còn ngày nào làm mướn á thì anh cảm ơn dân nhiều. Cảm ơn. Rồi xin cảm ơn tất cả bà con Mỹ Tho xưa giờ nay của mình. Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã chung tay với nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay để có cái quỹ để giúp bà con quê hương Mỹ Tho Tiền Giang của mình trong cơn sóng gió ha. Rồi xin tạm biệt, xin chào tất cả, cảm ơn các bạn nha. Rồi xin bye bye. Một năm mới chúc gia đình